ta chết á, cái hồn ta thành ma da luôn á sư phụ. Thật sự nó không có ma da, đó là do mình không hiểu. Tới ngày hôm nay sư phụ mới biết đó là những do những ông rồng mà gọi là tà long. Rồng có hai loại rồng ở dưới biển nha, gọi là tà long. Họ mấy con rồng á, nó kéo chân mình xuống mà nó ấy mình, nó biến hóa được chứ không có ma. Ma cũng là ma thôi, không phải là ma da ma nước gì chứ, nhưng mà khi chết dưới nước sợ dưới nước. Nhưng mà dưới nước có mấy ông rồng, mấy ông chiều chiều nhất là xong bữa ở núi mình nè, có một thằng đó là ác phụ coi cốt, thì nó là tà long mà ở sông Đồng Nai á. À, ban đêm á mấy con tà long nó có thần thông nha, nó quá ra thanh niên rồi nó bắt mấy cái người gái mà giặt đồ dưới cầu đồ buổi chiều rồi đó, rồi nó rút chân rồi này, nó là do mấy tà long. Rồng có hai loại nha, loại tốt loại xấu. Mọi người, mời đi, mời mọi người ăn đi. Mọi người quăng đi. Ôi trời, mấy đứa tưởng nó lo mình kiểu này sao về trời được ta. Thường tụi nó giết ở dưới này thêm kiếp nữa chắc cũng mệt đó. Mấy con đừng lo thì phụ quá, thì phụ thương mấy con rồi không chịu đi về. Ăn em. Đến cái hồ chị Tống nhảy máy bay, chị Tống thì vợ là dạ con chưa chịu tu lắm mà thầy Pháp Hòa đi qua Pháp Hòa nào á là con thấy trời ơi Phật tử kêu là đứng ghét lai dài 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 này rất là đông luôn. Ở bên Hiêu Tinh Tới Sạch mọi người đều thấy, con thấy mình ở chứ ở Thiên Tâm của mình á, sư phụ là người chân chính mà tại sao lại không theo sư phụ mà lại nghe thầy Pháp Hòa, là mọi người đều sớm với nhau đi đến đó rủ nhau để đi đến để nghe thầy Pháp Hòa giảng pháp. Con rất kính nể sư phụ, mọi người rất là chân thật, nhà hiền lành, vui vẻ hòa đồng, ăn không có phân biệt. Mời sư phụ ăn là ăn cùng chung, ăn hết. Khi mà ra pháp hội nó thiệt thật sự á, con cũng từng đến pháp hội nè, chờ sư thầy sư cô ăn trước rồi Phật tử mới được ăn. Còn đói thiệt là đói luôn, chưa ai dám ăn hết trơn. Chờ khi mà sư thầy ăn rồi mình mới được ăn. Rồi cái nói, ủa sao mà ngộ vậy? Hình như là em không có biết là đói thì ăn đi. Nói cái nói, hình như không biết là không có tội. Nó không được, để sư thầy ăn trước đi, mình ăn trước mình có tội. Nó nói, trời ơi, đi tu mà cũng khó vậy đó. Ở sư phụ là con thấy sư phụ rất là hiền nè, ăn uống hòa đồng, mọi người đều ăn chung với sư phụ. Sư phụ không có nể hà là phải sư phụ ăn với sư phụ để sư phụ vui, rồi mọi người cùng vui với sư phụ rất là vui luôn, con rất là vui. Chuyện đó không có gì khó. Dạ. Tức là dành thiệt thì phải làm thiệt, còn dành giả họ cần phải nhuộm cái màu cho nó mà lên vàng. Sư phụ là thiệt là thiệt, sư phụ là cuốn kinh sống của nhân loại lưu truyền 3000 năm lập đạo. Còn họ là ma quỷ, họ chỉ đọc kinh của Phật, mượn danh nghĩa của Phật lấy đạo mạo đời, tội chung chung. Cái tội mà làm cho hư một cái dân tộc cả trăm triệu người đó là đại tội. Chỉ chạy theo, bởi vì xưa Phật Thích Ca cũng buồn thời mạt pháp, ma quỷ mặc áo vàng cạo tóc để phá đạo của Phật, để kéo con cháu của Thượng Đế đi xuống gầm cầu chung với họ. Họ có ban bề, họ có marketing, họ có một cái hệ thống gọi là chùa quốc danh và sư quốc danh để mà lăng xê lẫn nhau. Còn mấy đứa con họ thiên mà giống như kiểu con nói mà chạy hàng đống đống sắp hình đó, là gì? Họ chỉ có bi, không có trí, mà cũng chẳng có dũng. Thì trong đó là năm loại mà phụ thường nói là khó độ được. Mà cái đó là phụ thương nhất, là vì họ có căn bản đó hơn người thường nhiều rồi.
người thường rất là hung dữ, họ đâu có biết cách tu. Nhưng mà tu không đúng, ngồi ghế mà ngồi có một chân làm sao mà ngồi. Muốn đi về trời, muốn đi cõi A Di Đà mà cha mẹ mình là Thượng Đế mà bác bỏ xuyên tạc thì làm gì Thượng Đế? Thượng Đế là cha của Phật Thích Ca, cha của Phật Di Lạc, cha của Phật Di Sư, cha của tất cả các vị Phật, mẹ là mẹ tất cả các vị Phật. Mà họ không muốn nhìn cha mẹ, cũng giống như con, có mấy đứa con nó ăn chơi ngoài đường, nó hư đốt mà nó không có chịu nhìn mẹ không, thì con có cứu nó được không? Nó không giơ tay làm sao mà người ta kéo lên được? Thì thời nay ma quỷ nó xuống nó như vậy đó, nó có hệ thống. Sư phụ không có hệ thống, phụ gia viên giống mọi người thấy một cách tự nhiên. Sư phụ nói những lời thật, việc thật. Sư phụ không có đọc cần, phụ không có phước để mặc áo vàng như những người đó. Nhưng ở bên trong sư phụ đã bỏ được tham sân si. Những ông thầy không có bỏ được tham sân si, họ tham đủ thứ, thích đủ thứ và nói đủ thứ luôn. Còn sư phụ nói lời thật, việc thật. Sư phụ nhìn hào quang của họ, sư phụ biết. Sư phụ coi cốt của những người đó, sư phụ biết họ từ ở đâu đến hết, từ những cõi Atula đến để phá đạo thời mạn pháp. Thì từ Võ Hoàng Yên, thầy Thích Nhật Từ, rồi bây giờ lo lo cộng sản nó đưa lên một người vậy đó, mục đích của nó là để mà lấy tiền của hải ngoại gửi về ban tiên giáo bệnh. Họ rất là ghét sư phụ. Ở đây 100 cái chùa toàn là của Việt Cộng hết, họ đã nhồi sọ hết những Phật tử, nói thiên đạo, thiên tâm, thiên tướng kiệt, thiên đường là không có, là tà. Họ nói thiên tâm là tà, nhưng mà thật sự họ chính là tà. Những người nào nói kiệt là tà thì họ mới chính là tà. Nói cha mẹ là thấp hơn Phật vì là họ hiểu chưa tới. Thượng Đế là đấng tối cao, cho mình tất cả, cho mình cái thần hồn, cho mình cái chân linh là mẹ, cha trời mẹ đất. Rồi hôm nay mình học cái công thức của Phật, học cái triết lý của Phật để mình có từ bi thống nhất thế giới này, để cho cái thế giới này hòa bình. Còn nếu mà những gì thầy lỗi lạc ở trên mạng hay là lâu nay từ năm 75 tới giờ, tại sao chỉ có mấy chục triệu dân ở Việt Nam, mấy chục triệu Phật tử mà dạy không xong, để cho đất nước bây giờ là nhân lợi nghĩa chí tính không còn nữa, con giết cha, cha giết con, loạn lưng đủ thứ, thì họ làm gì? Thầy bây giờ chỉ là tiền thôi. Chùa nói vậy luôn á, chùa lập chùa chùa biết mà. Còn cuộc đời của Kiệt á, họ nào có nhiều Phật tử nói ồ anh không có giảng kinh Phật đồ này nọ, con nên nhớ làm thầy giảng kinh. Chú phụ đâu phải là thầy, chú phụ có nói rồi, chú phụ là người truyền tin của cha. Chú phụ nói pháp chứ không giảng pháp, mà giảng pháp thì giảng tới giảng lui nó có nhiều thôi à. Còn cái chuyện trước mắt mình đang tận thế họ không có biết, họ không tin cha, thì con nghe là gì, toàn lậu ơi với dầu không, đúng không? Chẳng có hiểu biết ngày mai một trái bom nguyên tử hay là cái sự đói khát hay là một cái sự nhiệm màu. Đức thầy là một vị Phật đại ca diếp mà họ còn xuyên tạc nữa, cái thằng đệ tử này vô minh là ở chỗ đó, Phật tử vô minh là ở chỗ đó. Rồi mấy người cha mẹ tối ngày cứ xin tiền con cái đi làm để mà cung phụng cho mấy ổng, rồi trong gia đình cũng sẽ bị sức mẻ. Mấy ổng to là ngậm bùa ngậm ngải để mà dụ Phật tử lôi kéo số đông. Ở mỗi thành phố có nhiều chùa quốc danh thì họ là một cái tập đoàn lớn, họ liên kết với nhau để lăng xê với nhau, cho nên họ đều có nơi có chỗ và họ đều có những cái nhóm Phật tử của khu vực đó để mà lăng xê một ông này đi từ chỗ này chỗ kia. Chứ họ không có, chứ họ chỉ là bình thường, chỗ nào họ thích đi chỗ nào thì đi, nhưng mà họ không muốn đi đâu, chỉ ở ngay đây thôi, Thiên Long Sơn thôi, ai về đây có duyên thì gặp, chứ họ không có cần phải đi kéo lượt số lượng đông.
Vô cần chất lượng chứ không cần số lượng. Thì cái vàng thiệt với vàng giả nó khác nhau như vậy đó. Vàng thiệt là giao duyên tự nhiên, còn vàng giả là cần cái bề ngoài, cần lăng xê, cần có mấy chục ngàn ban tiên giáo dư lượng duyên marketing để mà nó đưa những cái hình ảnh lên này nọ, rồi lâu lâu chụp mấy cái hình thấy làm từ thiện đồ này nọ, nghĩa là mượn đạo mạo đời. Thời nay là như vậy, không có so sánh được. Mỗi đệ tử họ thiên nó phải có chánh kiến, có cái đuốc mà đi á. Nhiều lúc á, sư phụ biết bữa đó có khóa tu Kiết Hà, rồi rất là những vị hòa thượng lớn trên lỗi lạc trên thế giới về chùa Phim Anh, rồi cái sư phụ bận rộn để họp hành cho lẹ, để cho trưa mình chạy qua để mình chào đón. Mỗi lần chào đón là mỗi vị cái bờ thơ đúng không? Thì mấy hôm qua là sư phụ phải bao với máy bay rồi tiền này nọ, thì sư phụ quên ăn sáng. Bên ăn sáng mà con nhớ là 12 giờ trưa lại phụ đói lả luôn rồi. Mùa qua mà gặp mấy ông đọc kinh, rồi ăn xong rồi mình ngồi mình gục gục mình chờ. Cái mấy bà Phật tử hỏi sao không ăn, để mấy thầy ăn. Ăn xong rồi có nhiều ông gọi là thượng tọa nhỏ thôi, mà còn nói với mình ăn của thầy đi con, có phước. Ôi đói phụ bụp lán luôn, không có nể, tức là ăn dư rồi đưa cho phụ ăn đấy. Nhờ ăn đồ ăn dư của mấy thượng tọa cho nên hôm nay phụ có phước. Không đâm thầy tử rồi. Cái phụ làm chú chùa là toàn là ăn đồ ăn thừa không? Của mấy thầy, mấy con hỏi đi, hỏi bảy đi, bảy ngồi chùa hỏi biết. Còn chú phụ là một chú chùa giàu sao cũng có cái uy tín. Chú phụ đâu có vô bếp ăn dụm được, đói phải chờ mấy ông ăn xong là tới 1 giờ luôn á, chưa xong nữa. Cho nên mình ăn đồ ăn dư của mấy thầy có phước không? Gán ăn đồ ăn dư của mấy ông. Cho nên đồ ăn của chú phụ là mỗi lần ăn đứa nào ăn dư là chú phụ lấy đồ ăn của chú phụ là chú không có thích, tại chú phụ đã từng biết cái đó rồi. Rồi nãy no rồi cũng gán ăn cho hết. Nó không có đến nỗi mà mê tín cực kỳ như vậy. Mình nó có màu nhiệm có cha mẹ có, cái gì nó ra cái đó. Chứ ăn đoàn của mày ổng mà làm gì có phước, cả bản thân của mày ổng còn chưa có tạo phước thì làm sao có phước dư vô trong đoàn. Con có nghĩ không? Mình ăn giùm ổng là mình cho mày ổng đừng có ăn đoàn thừa là bị tội gì có. Mà mấy thầy kén ăn quá mất. Món này món kia đã nó ăn chay thì cứ cái gì cứ vùi cho họng đi không, đứa nào có mấy mùa thơm cũng giống như phải đặt tên nghe, bữa nay bánh hỏi Hawaii rồi có những món lạ lắm ở trong chùa, nhiều món phụ nghe cái phụ giật mình luôn á, ốc khỉ là gì á, là đậu hũ không à, nhưng mà đại cái đặt cái tên nó ngầu vậy đó, thào lao. Nói đụng chạm. Tóm lại câu ở đây tự hỏi, đọc kinh tiên cầm với dứt cái nghiệp không? Sẽ dứt, nhưng mà phải đọc nhiều lần, đọc đến ngày mình đọc không nổi thôi. Bữa nào còn cầm cuốn kinh đó, là mấy con có đại phước rồi. Còn bữa nào có tay rung rung mà mấy con cầm lên mà chữ nó sèn cũng như là sèn lúa là xong. Lắc lắc đọc không ra chữ. Bữa nào mà ngồi mà cái xương sống nó đau lưng là mấy con cũng xong, là coi như mà thi có thể là rớt điểm á. Mày để nó quay phim mất không? Đã nói không có vô màn hình. Thì Phật chỉ lạc hạ phàm đề cha từ bi cho chúng ta một con đường rất là sáng sủa thênh thang. Mới ra cuốn kinh rất là màu nhiệm, 1.5 tiếng mà đạt tất cả. Ở trong đó mình sám hối mỗi ngày, cũng biết sám hối là cực kỳ quan trọng đúng không? Rồi
rồi có lăng nghiêm để chúng ta không có bị bùa bị ngải. Rồi chúng ta biết là thời tận thế là kinh Địa Mẫu mấy trăm câu đầu. Mỗi không có một đứa con nào mà có lưu lạc với hồng trần mà lần đầu tiên mà cảm cúng thiên tâm mà đọc kinh Địa Mẫu mà không khóc. Là lúc đó là mình đã khai tâm dữ lắm rồi đó. Mình mới cảm xúc. Còn nếu một đứa nào mà vô minh chạy theo mấy thầy mà đọc tới kinh Địa Mẫu rồi nói cái này không phải là kinh Phật thì đứa đó là đã tự mình làm mình mất cái duyên, phải đi mấy vòng ngay ngày đầu. Còn khi một đứa nào mà có cảm xúc đầu tiên á, mà đọc mà thấy kinh của mẹ đó mà có cảm xúc, cảm xúc nghĩa là gì? Là màu nhiệm đó. Mình mất cảm xúc. Còn đứa đầu tiên mà đọc kinh Địa Mẫu mà nghe mấy ông thầy như ông thầy Thích Trúc Thế Minh, thầy Nhật Từ, mấy ông nói kinh Địa Mẫu là của người đời giết tào lao, sư phụ là thiên tử, sư phụ hỏi mẹ năm mẹ chứ mẹ xuống cơ rõ ràng ở cách đây 1000 mấy năm ở thỉnh Thiểm Tây miếu cổ mà. Nhưng mà ngày xưa mẹ nói kinh Địa Mẫu của người bên Tàu dịch cho tiếng Việt tới thời hôm nay là chỉ lời của mẹ thật ở trong đó, chỉ có 30% đó. Hồi xưa mẹ nói như vậy. Thì từ đó sư phụ mới lấy cuốn kinh Địa Mẫu mà của người Việt xài xưa, sư phụ mới sèn ra. Rồi sư phụ mỗi lần mà sư phụ làm cuốn kinh đó, mấy chục lần, sư phụ đến bàn thờ cái mẹ ngó một cái là mẹ đọc hết. Trang đó, câu đó chật đúng sai, sư phụ làm tới làm lui rất là nhiều lần. Rồi cuối cùng mới nói ok. Chứ không phải không á, mình ra được cuốn kinh đó con. Làm cũng cực lắm á. Vì đó sư phụ với mẹ với mấy chư Phật, mấy vị đọc lẹ hơn mình. Mấy vị ngó một cái là đọc hết. Trang nào số mấy lập ra. Giống như 513 câu đầu tiên sư phụ có 800 mấy câu á. Rồi sau đó mẹ mới ngó một cái, mẹ trả lời liền. Mẹ nói cái này con viết nhiều quá, người ta đừng có này nọ đại khái. Mà mẹ kêu bỏ cái nào ra giữ cái nào. Quá mình sư phụ làm được cuốn kinh đó đâu. Cả cái lá cờ hôm nay dấu hiệu thiên tâm cũng vậy. Hỏi cái bà xuôi gia thiên đình đâu rồi, bà đâu rồi? Ngày đầu bà biết ở đây, bà biết. Trời làm tới làm lui. Lúc xưa sư phụ còn có bỏ vô cờ của Phật giáo nữa. Ở trong cái cờ của thiên tâm mình đó. Xào tới xào lui đủ kiểu đủ hình dạng hết. Rồi sau này ở trên mới về nói mẹ là đứng trên bông sen, đứng trên trái đất, cha trời mẹ đất, mẹ là tạo ra trái đất. Thì bây giờ lấy cái dấu hiệu, dấu là cha, dấu thiên tâm mình là cha, cái hình của con trên áo đó. Bông sen là cái công thức của Phật, mà mình học Phật để cho có cái từ bi, để cho thế giới không còn thánh chiến. Công giáo, Hồi giáo thì sau này học Phật láng hết. Học Phật là một cái triết lý mà. Triết lý hay nó cũng giống như một cái công thức, một cái IP gì đó. Thì cái IP này good thì chế ra được Tesla chạy không tốn xăng là good, thì ai cũng sẽ làm theo. Chứ nó, đạo Phật đâu phải là đạo đâu. Thì công giáo cũng vậy, sẽ học cái triết lý của Phật. Thì là cái bông sen ngay giữa. Còn cái chát là tất cả là do mẫu. Mẫu là mẹ cai quản trái đất. Ở trên trái đất mình có 6 mẫu. Mẫu Thái Bình Dương, mẫu Đại Tây Dương, mẫu Ấn Độ Dương, mẫu Bắc Băng Dương, rồi Úc nữa không? Mẫu cho Úc. Nghe là 6 mẫu, nhưng mà mình thờ hiện giờ là gọi là ngũ hành, mẹ ngũ hành. Sau này biến thiên biến địa, nó sẽ có một cái lục địa nổi lên nữa. Là lục địa đó, lục địa Thái Bình Dương, gọi là mẫu Thái Bình Dương đó. Để phụ có nói chuyện cái gì đó. Còn cái mẫu mà bà nữ thần tự do là coi về Bắc Mỹ á, như Nam Mỹ, Canada, Brazil đó, là mẫu của Mỹ. Mẫu Mỹ là có quyền hành hết tất cả lục địa của Mỹ. Nhưng mà trên 6 mẫu đó đều ở dưới lệnh của mẹ hết. Mẹ là tối thượng, cai quản 6 mẫu đó. Mỗi mẫu đó cai quản một cái lục địa như vậy. Mỗi lục địa nó có mỗi một cái quốc gia nhỏ nhỏ là có ông mẫu. Cũng giống như chị của sư phụ là thánh mẫu Liễu Hạnh là cai quản nguyên cái quốc gia Việt Nam.
là cũng là mẫu bên vô hình đó nha, còn bên mặt đời là Nguyễn Phú Trọng đúng không? Nên qua đây cầu này toàn là mẫu hệ, mẫu hệ hết. Người bên Tây Tạng á, họ cũng biết mẫu mẫu thì họ mới có 20 Thara. Thì sau này tôi mới biết là mẹ là Rintara, là lớn nhất của người Tây Tạng. Đó, nó cũng là một biểu tượng, một cái hình thức để mà mỗi quốc gia có cái sự phân biệt khác nhau và cái danh xưng khác nhau. Rồi chị ấy hụ cũng là mẫu trong Thara, mặc màu đỏ. Con theo ai tu theo Tây Tạng sẽ hiểu, họ cũng là mẫu mẫu không à, 20 Thara. Green Thara, red, yellow, white. 21 à? Ừ, khoảng đó. Thì cũng là mấy mẫu của mình á, cũng một người thôi. Đã có mấy lần ngồi thiền á thì mấy vị về mới biết. Cái này có quên bên đây tưởng nào. Cũng gắng gìn sức khỏe để cầm cờ vàng ba sọc đỏ về cắm dinh dinh độc lập cho nó oai phong đúng không? Một đời người chỉ mong ước coi như đó sắp sửa tới ngày đó rồi. Thù bảo đảm cờ vàng ba sọc đỏ sẽ cầm trở lại dinh độc lập để nói cho ở nhà vui phải không? Thù nói là không bao giờ nói sai, con cứ tin đi. Cảm ơn sư phụ, con hay bỏ mấy clip lên đó, con nói là cái bài thơ mà cờ vàng cờ đỏ ai nữa bỏ vàng á, con tin hơn rất là sai. Cái đó của Phật nói mà mấy vị mới gần đây cũng nói nữa, mới hồi 2 tuần trước mấy vị nói cái ông già mới vừa đi đây nè, ông rầu bạc, ông đâu ta? Dạ bác nghe. Bác nghe ừ. Cùng khóa với ba con. Ôi vậy à, ông già vậy á mà hồi bữa họ mấy vị Hùng Thiên Sông Núi, tức là thì bọn mới nói tên đây. Ta hy vọng gặp các người khi mà cờ vàng ba sọc đỏ treo khắp cả nước trong một thời gian rất gần. Cái chữ thường thường mới vậy là sắp đến rất gần. Giống như Đức Thầy thì nói sư phụ ta sẽ gặp con trên đất mẹ rất là gần. Nhưng mà bữa giờ sư phụ nói cái clip hình năm nào ta? Năm ngoái hả? Không có phải năm ngoái, cũng 9 tháng phải không? À, đối với mấy vị rất gần với mình là 9 tháng rồi đó không? Mà bữa là lúc mà ngài nói ra câu đó sụp mừng quá. Cô tưởng đâu là chừng vài tuần phải không? Dạ. Ai về đó bữa giờ 9 tháng. Dạ. Tại vì thần tiên mà, thời gian của thần tiên nó rất là lẹ. Của mình thì mình thấy chậm vậy đó. Dạ sư phụ, khi sáng tụi con cũng có cơ duyên là lên địa mẫu rồi làm lễ đọc kinh trên đó rồi lại 36 lại. Xong thì cô bạn mới giới thiệu bác Nghè đó, thì con coi con biết bác Nghè đó, xong ai ngờ tình cờ là bạn ba con luôn, biết bạn ba luôn con hả? Luôn dạ. Ổng là rồi có một cái bác kia nữa. Dạ. Nghĩa là ở trên nó kêu hồn phải đi khắp nước Mỹ, phải lựa những người giống như kiểu ba con, rồi những người lớn mà có chức vụ, có số quân. Dạ. Để khi mà cái ngày mà khi mình cần á, những ông này mới là đủ tư cách để mà recognize với Liên Hiệp Quốc, với Mỹ. Trong đó có sư phụ nữa, có Đức Thầy nữa, có mấy người đó. Rồi bữa giờ sư phụ đi Nam Cali cũng gặp mớ, nhưng mình điểm danh trước ai vậy đó. Mình còn một số người. Chứ còn mấy thằng cha mà lính HO thời sau này không có đủ. Giống như những cái người chức vụ cao cả Mỹ nó biết cả. Mình đang cần mấy người đó. Hồi xưa hy vọng là ông là mình đảo, mà tự nhiên cái ổng đang chần chần ổng đi à. Nhưng mà sau này thù tìm ra còn nhiều ông cũng còn chức bự. Phải cần à, để mà nếu mà cái lịch sử sau này đến năm 2050 đi, người ta sẽ, thế giới sẽ nhìn lại nước Việt chỉ mất một khoảng cách từ năm 75 tới khoảng năm 23.
cũng là cái lá cờ đó, cờ vàng vai sọc đỏ đó, nó chỉ bị đứt đoạn một khoảng đó, rồi bây giờ nó trở lại. Thì nó có cái lịch sử, thì từ đó nó, cái dân tộc của mình á, mượn tiền hay là kinh tế đồ á, người ta giúp đỡ nó lẹ hơn. Chứ còn bây giờ cái cờ đỏ sao vàng là coi như là sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Phật nói câu đó là nó sẽ rụng đầu nay mai. Rồi Phật cũng nói câu là búa liềm sẽ bước sang trang mà. Thì con nghĩ thử hiện bây giờ là họ xài búa liềm bệnh phải không? Họ xài cờ vàng vai sọc đỏ đúng không? Thì con nghĩ là cái đó nó tồn tại không? Lời của thánh nhân nói bách phát bách trúng. Con mừng là tại vì hồi xưa lúc chưa nghe cái bài sóng cơ sư phụ nói á, lúc con chưa nghe clip đầu tiên sư phụ là con đã nghĩ một ngày phải có cờ vàng, như trên nhà phải có cờ vàng đó. Cái bộ kia ta bây giờ cứ chôn đầy đi. Dạ. Bởi giờ bắt trước chôn đừng nhỏ đưa lại để cho ta nói chuyện. Mấy con cái chuyện nói chuyện thoải mái, vừa nhận vừa đủ nghe thôi. Cha trong mình Thiên Ngọc Liên nghe thôi. Thầy cô Tiên này sắp đi rồi. Còn cha được ngày nào hay ngày đó. Thôi coi rồi. Quê hương là trường thế ngọt, cho con theo hai mùa nghề. Quê hương là đường đi học, con về hương bướm vàng bay. Quê hương là con diều biển, tuổi thơ con đã trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, em đèn của nước quen sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thêm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thân người. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thêm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thân người. Low echo. Đệ tử Thiên Ngọc Liên đang nhớ quê hương rồi. Không biết nhớ quê hương à, ở Việt Nam hay nhớ quê hương trên trời đây. Ai cũng dễ thương. Quê hương là trầm khế ngọt, cho con trèo hai mùa ngày. Quê hương là đường đi học, con về dược bướm vắng bay. Quê hương là con diều biển, tuổi thơ con đã trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, em đèn của nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ vì nón lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thêm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương
quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thêm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Cho ai tặng cho đại tử Thiên Kim Hương, đại tặng cho đại tử Cao Rò bãi gì đây, để đi cho nó vui. À, lúc đi nhớ cho Hữu ca. Hả? Để mà ấn tượng. Ờ, nó nhảy ra nổi lòng người đi nữa không? Hẳn luôn á. Nổi lòng người đi. Không tự động nó nhảy đó. Đi về Việt Nam. Nói gì cũng sợ chết. Mình con không chờ mà cũng sợ chết. Gần sư phụ, gần cha gần mẹ kiếp này mình sợ gì. Tôi ra Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khối tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nó biết ra sao bây giờ? Ai đứng trong ai ven hồ của nước trong như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16 xuân tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đông thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng, nay không tơ duyên lìa tan. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, à nói trao nàng mấy câu. Giữa dòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, hồ gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu táo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bụi ngồi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tin cho đời, đời ước mơ nên đẹp đôi. Ồ, nghe chăm. Cao đồ hái bạn này rồi. Nói lòng người đi. Tôi xa Hà Nội năm em 16 xuân tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình nói em đông thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng, nay không tơ duyên lìa tan.
giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, anh nói trong nàng mấy câu. Thằng lòng ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi. Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo thuê màu phố vui, nhưng riêng một người tắm tư sầu vắng đi trong bụi ngồi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tin cho đời, đời ước mơ nên đẹp đôi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tin cho đời, đời ước mơ nên đẹp đôi. Rồi tặng cho Cao Đầu, giờ tới Cao Đầu tặng lại cho huynh đệ cũng ngồi. Bài gì? Không cãi đại đi. Bắt ngang không à? Bây giờ bữa nay hả Cao?